Xin được mến chào toàn thể quý cô chú và anh chị. Xin giới thiệu mình là Thanh Bình đến từ 6 Hit Music. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chuyên mục review đàn guitar. Và sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu đến đó chính là một cây guitar mà dạo gần đây shop bán rất là chạy ha. Thì trên tay mình đang cầm là cây guitar của hãng Square, một trong những thương hiệu guitar đến từ Tây Ban Nha. Thì nếu ở đây anh em nào chơi guitar điện nhiều thì chúng ta sẽ biết rất là rõ về cái thương hiệu guitar Square này ha. Và trên tay mình đang cầm là một cây guitar vừa lạ nhưng lại vừa quen ha. Đây là cây Square với model là Square S340N. Nó sẽ là một cây guitar đồng dạng với cái mẫu guitar Square S340BK mà cách đây một tháng mình từng làm review ha. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ giống nhau toàn bộ về phần cấu hình. Giống nhau toàn bộ về phần cấu hình cũng như thiết kế dáng đàn. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau về cái màu sơn thôi. Cây này là Square S340N. Thì cái chữ N là viết tắt của cụm từ Natural, có nghĩa là màu mặt gỗ tự nhiên. Còn cây cách đây một tháng là S340BK, thì cái chữ BK là viết tắt của chữ Black, đó, là màu đen. Đó, còn cây này là màu Natural. Và có thêm một điều khác biệt nữa là trên cái EQ này, ở phiên bản gần nhất thì người ta đã nâng cấp cái EQ này lên thành cái EQ của hãng Morin. Thì trên cái EQ này có một cái rất là hay là nó chưa tới 7 hiệu ứng, so với cái EQ cũ là có 3 hiệu ứng thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có tới 7 hiệu ứng, thì chúng ta tha hồ lựa chọn ha. Và thêm một tính năng nữa là nó có thêm tính năng kết nối Bluetooth với điện thoại và tính năng mic trong thùng để chúng ta bắt tiếng gõ thùng. Và bây giờ không để quý cô chú anh chị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành review chi tiết cụ thể cây guitar này nhé. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, trước khi chúng ta đi đến với phần review, em xin quý cô chú anh chị ủng hộ em bằng cách cho em xin một lượt đăng ký, nhấn vào cái chuông thông báo và cho em xin một lượt like để chúng ta có thể liên tục theo dõi và cập nhật được những mẫu guitar do em làm review. Xin chân thành cảm ơn. Và đối với cây đàn này thì khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ nhận được một cây guitar nguyên thùng nguyên hộp như thế này. Và bên trong thì chứa đầy đủ tất cả các phụ kiện mà bên ngoài họ có hiển thị ở đây cho chúng ta thấy ha. Sẽ là một cái bao hãng, capo, dây đeo đàn, tích gãy và khăn lau, lục chỉnh cần, vân vân. Đây mình sẽ lấy ra cho quý cô chú anh chị cùng xem ha. Đầu tiên là họ tặng cho chúng ta một cái bao hãng như thế này ha. Đây là một cái bao mà hãng thiết kế riêng cho cây guitar này. Ngoài ra thì ở trong đây có các món phụ kiện như là dây đeo đàn này. Cái này là dây sạc và sách hướng dẫn sử dụng cái EQ này. Đây là cabo, miếng dán chống xước, khăn lau đàn và pít gãy, nó nằm ở trong đây. Đó. Và đây là cái lục chỉnh cần. Thì nhìn chung là cũng khá là chỉnh chu so với một cây đàn ở tầm giá tầm trung như thế này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với phần thiết kế của cây guitar này. Thì đây là một cây đàn được thiết kế với kiểu dáng là 40 inch. Đó, một cái kiểu dáng nhìn vô đầu tiên chúng ta thấy là nó đẹp trước ha. Rất là đẹp. Và mình biết ở đây là rất là nhiều anh em thích cái kiểu dáng đàn này vì nó thon, nó gọn. Và khi mà chúng ta ôm đàn, chúng ta không bị mỏi ở phần vai. Bên cạnh đó thì cái tính thẩm mỹ nó cũng cao. Và nước sơn của đàn này là nước sơn bóng. Cái nước sơn bóng nó bằng một cách gì đó thì chúng ta thấy là những cây đàn mà có nước sơn bóng thì nó làm cho cây đàn của chúng ta cảm giác là nó rất là chắc chắn và nó trang trọng và nó đẹp. Đây. Đó, chúng ta thấy nè. Rất là đẹp ha. Và thêm một điều nữa là cây đàn này chúng ta cầm vào nhìn rất là chắc tay nha. Rất là chắc tay. Độ hoàn thiện thì mình chấm là 10 trên 10, xuất sắc. Vì chúng ta thấy là các đường chỉ viền người ta làm rất là kỹ càng. Đó, không có cái phần thừa sơn hoặc là bị lem hay là nó bị lỗi vặt. Những cây này thì không có rồi ha. Cái cách mà người ta phối màu mặt gỗ ở phần trước và phần sau nhìn nó cũng rất là hài hòa nha. Rất là hài hòa. Và thêm nữa là cái nước sơn của cây đàn này. Đó, cái hạt sơn người ta sơn rất là mịn. Đó, chúng ta không thấy lợn cợn cái sơn thừa hoặc là bị cái dấu hiệu bị chảy sơn ha. Hoàn toàn không thấy ha. Rất là đẹp. Xuất sắc về cái mặt ngoại hình ha. Và còn về phần cấu hình thì cây này sở hữu mặt top phía trước là mặt top sprue. Và chúng ta sẽ thấy là ở trên mặt đàn, cái mặt top, cái vân cườm ngang nó đã hiện trên mặt đàn rồi. Thì chứng tỏ đây là một cái tấm gỗ mà nó có tuổi thọ cũng khá là cao. Đó, và đây là một cái tấm gỗ đẹp. Rất là đẹp luôn. Phần hông và phần lưng của cây đàn sẽ là gỗ mahogany. Và ở đây chúng ta thấy là nó sẽ khác với những cái cây mà gỗ mahogany ở tầm giá rẻ ha. Cái tấm gỗ trên cây đàn này nó rất là đẹp, mịn màng, đều tăm tắp luôn. Đó, hông cũng vậy. Đó, kiểu như khi mà chúng ta nhìn một góc là nó sẽ ra một màu khác nhau ha, rất là hay ha. Đó,
Okay. Mặt phím và cầu ngựa của đàn thì được làm từ gỗ ebony. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái phần mặt phím và cầu ngựa nó đen đều rất là đẹp. Và ở phía sau của đầu đàn sẽ là một bộ khóa của hãng Square. Và trên cái bộ khóa này thì nó có khắc luôn cái logo của hãng ha. Đó, rất là tuyệt vời. Và phía trước là cái inlay, cái logo của hãng Square này. Và đi theo cái đàn là một cái EQ mà gần đây anh chị em cảm thấy rất là yêu thích. Đó là cái EQ có hiệu ứng. Và không cần kết nối ra loa chúng ta vẫn có thể sử dụng được hiệu ứng. Và đặc biệt là cái EQ này có tới 7 hiệu ứng ha. Có thêm tính năng kết nối Bluetooth và cái tính năng mic, có nghĩa là để bắt tiếng gõ thùng. Rất là hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần âm thanh để chúng ta có một cái trải nghiệm khách quan nhất về cây guitar này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần âm thanh của cây guitar này ha. Và đây là sẽ là âm thanh mộc nha. Nó rất là vang, nó sâu lắng. Đó, tiếng bass nè, nó rất là hay nè. Tới bây giờ ta vẫn nghe được tiếng vang ha, rất là tuyệt vời. Và một điều đặc biệt nữa là cái action của cây đàn này, của các sản phẩm của hãng Square, nó rất là dễ chịu, bấm rất là êm tay nha. Đây, mình sẽ bend thử cho anh em cùng nghe ha. Đó, rất là dễ chịu nha. Đó, thì những cái action thấp nó mới bend được cỡ này thôi, chúng ta thấy nè. Rất là dễ chịu ha, dây 1 đi. Đó, ở ngang cao. Đó, chỉ những cây action thấp mới làm được điều này. Và chúng ta nhìn qua bằng mắt thì chúng ta cũng thấy rồi ha. Cái action rất là thấp, bấm rất là dễ chịu ha. Những anh em nào mà mới tập chơi đàn mà ôm được một cây đàn mà có action như thế này thì chúng ta nhanh biết đánh đàn ha. Nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều, kể cả người chơi lâu năm cũng thế ha. Rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần âm thanh. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử strumming ha, mình quạt cho anh em cùng nghe. Một cái âm thanh nó rất là trung hòa, rất là dễ chịu. Tuy nó là một cây acoustic nhưng mà khi quạt chúng ta không cái bị mang lại cái cảm giác là đanh thế hoặc là chát chúa ha. Nghe rất là dễ chịu, rất là êm tai luôn ha. Đây, tuyệt vời. Tính về cái độ vang thì cây này cực kỳ vang luôn. Và đây là ở trạng thái EQ không kết nối ra loa, thì chúng ta sẽ đến với phần hiệu ứng trên nền âm thanh mộc ha. Thì muốn mà mở cái EQ này lên thì chúng ta chỉ việc nhấn vào nút giữa ha, đèn sáng lên như vậy là được nha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là mỗi màu đèn như vậy là một hiệu ứng. Thì ở đây nó sẽ có 7 màu nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Và nó quay lại từ đầu nè. Đó, 7 màu ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với hiệu ứng reverse nhé. Tiếng mộc mà có tiếng vang vang đằng sau, nó cảm giác là làm cho tiếng đàn của chúng ta có chiều sâu hơn, rất là hay ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với hiệu ứng delay. Thì ở trên đây delay nó sẽ là hiệu delay pha với reverse ha, nên nó sẽ rất là hay. Để chúng ta vừa nghe có delay vừa có reverse, rất là hay nè. Đó. Rất là ảo diệu đúng không ạ? Nó hay ha, nghĩa là mình cảm nhận thấy là hiệu ứng reverse delay trên cái EQ này nó xuất sắc hơn cái phiên bản trước rất là nhiều. Ok.
Tiếp theo nữa sẽ là hiệu ứng Chorus. Đó là ba cái hiệu ứng chính, và ngoài ra chúng ta còn bốn cái hiệu ứng phụ nữa, thì bao gồm đó sẽ là sự pha trộn giữa các hiệu ứng với nhau. Ví dụ delay pha trộn với reverb, delay độc lập một mình, reverb một mình, hoặc là chorus đứng độc lập. Đó, thì cái này thời gian nó không có nhiều nên khi chúng ta mua đàn về chúng ta khám phá ha. Thì ở đây mình sẽ review những cái tiếng mộc chính ở đây ha. Và tiếp theo đó là tính năng kết nối Bluetooth với điện thoại. Thì muốn kết nối Bluetooth với điện thoại thì chúng ta có cái nút bên tay trái nè. Chúng ta nhấp vào một cái dứt khoát thôi ha. Nhấp vào một cái dứt khoát. Thì sau đó là nó sẽ hiển thị tên của thiết bị ra trên điện thoại của chúng ta. Đây, tên của thiết bị sẽ là Morin Audio. Đó, chúng ta kết nối. Sau khi kết nối thì chúng ta có thể bật cái nhạc lên để chúng ta đánh hòa tấu theo. Ví dụ như chúng ta bật nhạc karaoke, bật một cái bít nhạc, hoặc là bật một cái bass track, hoặc là chúng ta kết nối với một cái app tên là Enzyme Music để chúng ta vào đó chúng ta lấy cái điệu trống cũng được ha, rất là hay. Đây, mình sẽ mở thử một cái đoạn bass track ha. Đó, bây giờ nhạc nó sẽ phát ra từ trong cái loa bên này. Đây sẽ là trạng thái khi mình kết nối cái EQ của đàn loa ha. Bây giờ là sẽ là trạng thái mà mình sẽ không thêm một hiệu ứng nào vào nhé. Âm mộc của cái EQ này rất là hay nhé. Này, nó đều tiếng mà. Tiếp theo là hiệu ứng delay. Tiếp theo nữa đó là hiệu ứng mid để bắt tiếng gõ thùng. Thì muốn bật cái mid lên thì chúng ta sẽ vặn cái vòng ở đây ha, vòng phía bên tay phải nè, đó, để nó chỉnh âm lượng của cái mid nha. Đó, với hiệu ứng này thì anh em nào có nhu cầu chơi finger style mà chơi đánh gõ thùng, chúng ta muốn bắt tiếng gõ thùng thì chúng ta bật cái EQ lên, bật cái mid lên. Còn không thì chúng ta cứ tắt nó đi ha. Đó. Vừa rồi là tổng quan về thiết kế cấu hình âm thanh mộc và âm thanh EQ của cây guitar Squire S340N. Và hiện tại thì shop mình đang bán cây guitar này với mức giá là 5.500.000 đồng. Thì với mức giá này thì chúng ta sẽ được nhận một cây guitar nguyên thùng nguyên hộp, có đầy đủ phụ kiện cần thiết của hãng. Và anh em nào muốn mua thêm phụ kiện gì thì cứ liên hệ với mình để mình sẽ bán thêm cái đó ha.
Và anh em nào có nhu cầu đặt hàng hoặc là muốn được tư vấn thì vui làm liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại 0373744385. Hoặc anh em nào muốn tác đàn và trải nghiệm trực tiếp thì đến shop của mình tại địa chỉ là Sahit Music 7147 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bên mình có những ship code toàn quốc cho những anh em nào ở xa, và khi hàng đến tay chúng ta được quyền mở ra kiểm tra sau đó mới thanh toán. Và mình xin kết thúc clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt.